Sinh sống và công tác tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, chị Lê Thị Ngọc Dầu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu từng bước trưởng thành qua học tập và thực tiễn công tác từ phong trào thanh niên. Sự gương mẫu trong lối sống và tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nhiều việc làm ý nghĩa đã lan tỏa được tình yêu thương con người, nhất là đối với thanh thiếu niên trên địa bàn. Từ khi được giao trọng trách là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bình Hòa, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Dầu đã chủ động cùng với ban thường vụ đoàn phường tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thanh niên đạt hiệu quả cao. Những mô hình phong trào thanh niên được tổ chức thực hiện trong những năm qua đã tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia. Từ đó đã tác động tích cực đến tình cảm nhận thức của mỗi một đoàn viên thanh niên, tạo nên nguồn lực to lớn để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh. Trong quá trình hoạt động thì không chỉ riêng em mà các bạn là viên mới cũng gặp rất là nhiều những khó khăn nè, những bất trắc. Nhưng mà rất là may mắn là có chỗ chị Dầu giúp đỡ rất là nhiều, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn. Thì cũng từ đó mà những chương trình nè, những hoạt động đoàn hội đội của chi đoàn em hay là của những chi đoàn khác trên địa bàn phường thì cũng ngày càng được phát triển vững mạnh hơn và lan rộng hơn để cho nhiều người được biết đến hơn. Với chị Dầu thì với cương vị là bí thư đoàn phường cũng như là chủ tịch hội liên hiệp thanh niên thì chị Dầu cũng luôn cố gắng trong việc mà dìu dắt, dẫn dắt thế hệ các chi đoàn cũng như là thế hệ trẻ đi lên rất là nhiều. Em cảm thấy rất là tự hào khi là một cán bộ nòng cốt của chị và cảm thấy là mình cần phải cố gắng rất nhiều để có thể xứng đáng với việc chị đã tin tưởng và giao cho. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, chị Dầu cùng ban chấp hành đoàn phường Bình Hòa đã tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công cách mạng, làm khu vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi, tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống văn hóa đến với thanh niên và bà con địa phương. Từ năm 2015 đến nay, đoàn phường Bình Hòa đã vận động đoàn viên thanh niên và các đơn vị mạnh thường quân thực hiện các công trình thanh niên như trao tặng 3 căn phòng mơ ước cho hội viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 36 triệu đồng, tổ chức 8 chương trình chung tay tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tư vấn cấp thuốc khám bệnh miễn phí cho gần 1.500 người dân với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, ra mắt 2 sân chơi thiếu nhi với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng và nhiều công trình ý nghĩa khác. Trong thời gian vừa qua thì mô hình học tập và làm theo lời Bác tại đơn vị phường Bình Hòa thì được các bạn cũng tổ chức rất là nhiều, như là thông qua cái việc chăm lo cho các anh chị hội viên dân tộc người Khmer, cũng như tổ chức các sân chơi cuối tuần cho các em thiếu nhi. Đặc biệt thì trong thời gian vừa qua thì đoàn phường cũng đã tổ chức các hoạt động về học tập và làm theo lời Bác, rồi trao các bản di chúc Hồ Chí Minh cho các chi đoàn, chi hội, thanh niên công nhân nhà trọ, rồi qua đó cũng trao tặng sách và ảnh Bác Hồ để treo trong phòng của các bạn đoàn hội viên thanh niên công nhân cũng như tại các văn phòng khu phố và các văn phòng của trường học. Xác định tuổi trẻ cần phải tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức cho người dân về các dịch vụ công trực tuyến. Thời gian qua, đoàn phường Bình Hòa cũng đã tích cực phối hợp với bộ phận một cửa của phường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với tính tiên phong gương mẫu đi đầu trong các mặt hoạt động, chị Dầu luôn được lãnh đạo địa phương đánh giá cao. Theo góc độ địa phương, góc độ bản thân thì đánh giá rằng cái phong trào đoàn cũng như cá nhân của bạn Ngọc Dầu này ở địa phương thì rất là năng nổ và là rất là sáng tạo trong cái công tác tổ chức cho các bé, cho thanh niên, công nhân cũng như là đoàn viên, hội viên và đội viên. Với những việc làm thiết thực ý nghĩa, hết lòng vì cộng đồng, chị Lê Thị Ngọc Dầu đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành các cấp trong tỉnh. Mới đây, chị đã được Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen với danh hiệu Thanh niên tiên tiến, làm theo lời Bác năm 2023.